Chào tất cả anh em, đậu xanh mới vô là hit sọt liền anh em mà. Cũng là highlight đó, cũng là cái gì đó thoải mái đó, cũng là cái gì đó gai góc đó. Ghê chưa, ghê chưa? Rồi ngày hôm nay sẽ cho anh em xem highlight mình đánh điện thoại nha anh em. Đấy đấy đấy, khiến anh trên điện thoại của mình cũng không hiểu sao nha. Mình bắn trên PC hay hơn trên điện thoại, nhưng mà bắn trên điện thoại rank lên cao hơn PC. Bây giờ hiện tại đang ở mức danh gần 5.000 điểm rồi nha các bạn. Nói chung là cũng ghê gớm đấy. AUG cũng top 60 Indonesia rồi, bắn lên server Indo nha. Đây này, tanh đi này. Thật ra á thì mình thật ra trên điện thoại mình bắn hơi bị dễ bị phun đỏ luôn các bạn, dễ hơn cả ở trên máy tính luôn các bạn. Nếu mà các bạn biết kéo á, kỹ năng của mình thì phải gọi là bắn mình chỉ có phun đỏ thôi nha các bạn. Đấy, thấy không? Ôi sao lại tiêu diệt nhỉ? Ai mấy cái thằng này nó hồi nãy nó chặn đường không cho mình vô, mình đi móc sang bên phải thì nó lại chạy lên nó công mình nè các bạn. Vậy là mình phải bắn lén nó các bạn, nhưng mà mình vẫn nó đang sử dụng cái súng gì đó nó xí bay on kêu của mình luôn quá xá, nhưng mà mình không sao các bạn, vì mình có kỹ năng rất là ghê gớm các bạn. Đây nè, thanh niên này chạy gần nè, thấy không? Thật mấy thanh niên này nhìn mà mặc đồ mặc định vậy thôi là do tại vì mình chưa tải cái gói trang phục thôi, chứ không mà này nó mặc đồ cũng xịn lắm, chứ không phải mình bắn bot. Mình là bot, trước mình không bao giờ bắn bot. Vậy là mình đã gọi là giết được hai ba thằng à, còn thằng cuối nữa, thằng cuối đang lút đồ kìa các bạn. Thanh niên này chết hết máu rồi gì mà lút đồ liều ở đây. Vậy là xong rồi các bạn, mới vô được một cái súng rồi. Thanh niên nào đây, thanh niên nào đây, lao vào cái đầu súng của tôi nữa. Trời ơi, chỉ một lần sai lầm thế cuộc đời này chúng ta trở thành súc. Thanh niên này thủ trên nhà á, đồ ở đâu ra có mạng cho mình bú liếm các bạn, bú lẹ các bạn, bú 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 lẹ các bạn, mình là thanh bú liếm các bạn. Ôi thanh niên này trên mấy nhà mới xuống nè, nhưng mà anh bắn ghê lắm đó. Trời ơi, phải bật cái chổi nhanh đua lên nữa. Ơ kìa thằng em, sao mình núp vô trong cái góc xó như thế này, thằng này nó sợ tôi quá đó. Trời ơi, núp vô đây là xong rồi, nghe thấy tiếng xe ở bên ngoài luôn các bạn ơi. Đi ra dí nó luôn các bạn, xuống xe gặp lại này bạn ơi. Ôi trời ơi, bạn bắt xe đi đâu đấy, bắt xe đi Hồng Kông đúng không? Ồ, có người các bạn ơi, hãy để cho thánh bú liếm lên đây bú liếm. Thằng này đang ăn nấm chưa đâu. Ôi, dưới đây có người luôn nè. Thanh bú liếm, xin lỗi. Ai da, một thanh niên này tại sao lại không ra đây đối mặt với mình mà núp trong nhà. Ba kêu. Ai à, đâu ra vậy, đâu ra vậy, đâu ra vậy. Ngộ khôn, đi xin cơ mà, ngộ khôn. Pha này xứng đáng là nhận một like một subscribe rồi đó. Mấy thằng khốn nạn, bấm like subscribe ta đi. Quan Thế Âm Bồ Tát sư phụ cho bốn các bạn được lên thiên đàng. Lại gặp phải mấy cái thằng anh mạnh đái khai núp trên mái nhà rồi. Mấy cái thằng khứa này chơi cái thử thách gì không mà toàn là thủ mái nhà không mà. Cái trận này thủ đến cuối bo luôn. Nhưng mà gặp phải ta thì Ủa? What the hell? Mình vừa bắn cái gì vô đó hít sầu vậy tên. Ồ, các bạn trên kênh có biết cái đó là cái gì? Ê, thằng nào đây? Thằng nào chơi cái chiến thuật cái bài anh mạnh đái khai đây? Anh mạnh đái khai qua đây làm gì đây? Ai mà mang cái kỹ năng này đều là mấy thằng anh mạnh đái khai.
Alo. Alo. Vậy thôi hả?